51. Bái kiến dương tử. Trung thượng đại nhân, thánh thượng hạ chỉ, kể từ ngày mai mọi chuyện liên quan đến hiệp hội tông thương, thánh thượng cho người đến dịch quán cùng xử lý với dương tử. Không có thánh chỉ, dương tử không được rời khỏi dịch quán. Xin hỏi đây là ý gì? Lẽ nào muốn giam động bản dương sao? Gần đây trong thành không được yên ổn, dương tử là khách quý của đại ngụy, thánh thượng làm vậy là do an nguy của dương tử. Nô tài tinh khả hạng biết cũng sẽ không phản đối sự sắp xếp của thánh thượng. Ngươi mong dương tử cho người của mình chuẩn bị. Điện hạ thuyết phục hoàng thượng giam động nguyên liệt dương tử. Chắn nguyên liệt dương tử, Cao Dương Vương chưa mất đi một cánh tay. Muốn điều tra được gì trong vòng 3 ngày sẽ càng khó, nhưng vẫn không được lơ là cảnh giác. Dạ, thuộc hạ đã làm theo căn dặn của điện hạ. Nàng có thích không? Có. Tặng nàng. Sao chàng biết ta thích cái này? Hồi nhỏ mẫu phi từng làm cho ta cái này. Nàng thích là tốt rồi. Sau này nàng muốn cái gì cứ nói với ta biết. Thật sao? Chàng không nói dối ta chứ? Nhưng mà phụ hoàng, vì chuyện của Lý Dị Ương mà nổi trận lôi đình, ta không biết gì cả. Rõ ràng mọi người có gì đó giấu ta. Được lắm, rõ ràng mọi người có chuyện giấu ta. Mọi người tệ quá. Sao chúng ta lại giấu nàng? Chỉ có chuyện không tiện nói cho nàng biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đừng hỏi nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Không được, hôm nay chàng không nói rõ, đừng mong rời khỏi đây. Đi. Có thấy người này không? Có thấy người này không? Ngươi qua đây. Thấy ả không? Đây. Mau qua xem đi. Thấy người này không? Không có. Thấy người này không? Không có. Có thấy không? Không. Ả là tội phạm, biết mà không báo sẽ là tội chết đó. Có thấy người này không? Không. Nghe không? Có thấy không? Làm sao đây? Đi mau. Nhưng mà... nhưng cái gì? Nếu hoàng thượng biết cô còn sống thì còn được sống sao? Đi mau. Đi qua đây. Thật sao? Nam An Dương hại chết thái tử ca ca sao? Sợ nàng khó đối diện nên chúng ta không nói với nàng. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Hoàng huynh luôn rất tốt với các huynh đệ tỉ muội. Sao huynh ấy có thể hại chết thái tử ca ca chứ? Đừng nói nàng không tin, đến ta cũng không tin. Nhưng đó là sự thật. Vậy Tuấn Nhi làm sao đối diện nổi? Thù giết cha mẹ, e rằng lần này Thác Bạc Tuấn sẽ không từ bỏ đâu. Hơn nữa, cho dù chúng ta có từ bỏ, Thác Bạc Dư nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Cho nên công chúa đừng tham gia vào chuyện này nữa. Coi như nàng không biết gì. Nhưng mà ta vừa nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, từ ngày mai ta sẽ bị giam lỏng ở dịch quán. Giam lỏng chàng sao? Họ dùng vào cái gì chứ? Họ có ý đồ khác sao? Không được, ta đi tìm phụ quạt nè. Ta không sao. Nhất định là quỷ kế của Thác Bạc Chi làm hoàng thượng hạ chỉ. Không dễ thay đổi như vậy đâu. Hơn nữa, ta bị giam lỏng ở dịch quán thì càng an toàn. Chỉ là ta không thể nào giúp cho Lý Chị Ương và Thác Bạc Tuấn.
Chàng Dực rất lo lắng cho dị ương. Đương nhiên rồi. Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, là tỷ tỷ cả đời này. Ta biết đó là tỷ tỷ của chàng. Chỉ cần là tỷ tỷ của chàng thì cũng là tỷ tỷ của ta. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy. Không biết xấu hổ, giả cho ta rồi sao? Vì vậy tỷ tỷ của ta cũng là tỷ tỷ của nàng chứ. Lý Mẫn Đức, ý chàng là gì? Chàng đã nói mà. Chàng đã nói. Ta nói gì? Chàng nói. Được rồi, ta đã nói. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, không xa rời. Thác Bạc Tuấn, ta là thê tử của chàng. Sao chàng lại làm vậy với ta? Điện hạ có lệnh, không ai được ra vào. Thác Bạc Tuấn, chàng muốn giam chết ta sao? Chàng thật độc ác. Nương nương, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải trả thù cho tướng quân. Cho dù Hồng La có mất mạng cũng phải giúp nương nương. Ngươi nghĩ ta cam lòng chịu chết ở đây sao? Giờ ta bị cô lập, ta làm gì được chứ? Đi theo Nam An Dương, ta không ra khỏi cửa được. Thì đi theo cái gì? Nương nương yên tâm, chỉ có mấy tên thì vậy, ta ứng phó được. Nương nương đợi tin của Hồng La. Kẻ nào? Lý Mẫn Đức, chàng ở đây làm gì? Hôm nay vẫn chưa nhận được tin của dị ương. Ta không biết họ thế nào rồi. Nếu không tìm được chứng cứ, phụ hoàng nhất định sẽ xử tử dị ương. Yên tâm, Thác Bạc Tuấn sẽ bảo vệ tỷ ấy, giống như ta sẽ bảo vệ chàng. Lực lại dụ án sao? Không dễ vậy đâu. Thác Bạc Tuấn, ta sẽ khiến cho ngươi thất bại thảm hại. Thừa An, nhất định phải để ý cho kỹ, mau chóng điều tra xem quan chủ thẩm là ai. Bất kể dùng thủ đoạn gì, chúng ta phải nắm hết tình hình. Vì chuyện lực lại vụ án lần này, dạ, thuộc hạ sẽ dốc hết sức làm tốt chuyện này. Giờ Lý Trường Lạc bị Thác Bạc Tuấn nhốt lại, nhưng càng tưởng dễ dàng khống chế thì càng dễ lơ là. Bản Dương chưa bao giờ coi thường nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân trong lòng đầy thù hận. Nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta còn cần ngươi làm một chuyện khác. Điện hạ, Hồng La cầu kiến. Xem ra Bản Dương không cần phí sức đi tìm Lý Trường Lạc, cho nàng ta vào. Dạ, điện hạ. Hồng La bái kiến chủ nhân. Không phải ngươi chỉ coi xuất dân nam là chủ sao? Tướng quân đã chết, Hồng La nguyện đầu quân theo điện hạ, trả thù cho tướng quân. Xem ra Thác Bạc Dư đến trước một bước rồi. Không sao, chúng ta vẫn còn cái này. Chàng nghĩ lần này hoàng thượng xét lại vụ án thái tử có kết quả không? Chuyện đã qua lâu rồi, nhiều nhân chứng vật chứng không còn, khó mà biết được kết quả thế nào. Có điều ngay từ đầu chúng ta cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Làm như vậy chỉ phân tán sự chú ý của Thác Bạc Dư. Chúng ta càng phải thận trọng hơn, kỹ lưỡng hơn, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Ta hiểu, nhưng thực ra manh mối thường nằm ở nơi chúng ta lơ là nhất. Dị ương, nếu chúng ta không tìm ra manh mối, dị ương, ta đưa nàng đi.
Không, ta sẽ không đi. Ta muốn ở bên cạnh chàng. Chàng đừng nói lời ngốc nghếch đó. Thác Bạch xuống. Sao vậy? Ở đây thiếu một viên ngọc. Phim được thuyết minh bởi Aramad Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thần Chu Minh khởi tấu bệ hạ. Thần bí mật điều tra nhiều năm đã phát hiện ra sổ sách của Cảnh Mục Thái bị quan lương thảo viên dịch quỷ tạo. Viên dịch là tâm phúc của Nam An Dương, sau đó đột nhiên biến mất. Gần đây thần tìm ra chỗ ở của viên dịch, không ngờ hắn đã bị Nam An Dương diệt khẩu. Trước khi chết đã khai ra Cảnh Mục Thái tự bị oan, có dấu tay của viên dịch về sổ sách thật làm chứng. Thần vô dự không dám dịch trừng Nam An Dương, mong bệ hạ đồng lòng thương tình trả lại công bằng cho thái tử. Thần Chu Minh kính bút. Bị oan? Phụ dương của ta thật sự bị oan. Phụ dương của ta bị Nam An Dương hãm hại. Có bản tấu và cuốn sổ này thì ta có thể dịch trừng âm mưu của Thác Bạch Nhi trước mặt hoàng gia gia. Không thể chậm trễ, chúng ta phải vào cung bẩm báo hoàng thượng. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trúng Nhi, con cầu kiến muộn như vậy, lẽ nào có chuyện gấp? Tông Ái, ngươi lui ra đi. Dạ. Hoàng gia gia, Tuấn Nhi đã tìm ra chứng cứ chứng minh phụ dương vô tội. Xin hoàng gia gia trừng phạt kẻ chủ mưu đứng sau. Con đã tìm được chứng cứ. Hoàng gia gia, cuốn sổ này và bản tấu có thể chứng minh Thác Bạc Dư là kẻ chủ mưu đã hãm hại phụ dương của con. Tông chính đại nhân đã cất giữ quyển sổ chờ lật lại vụ án, nhưng không ngờ Thác Bạc Dư sai xuất dân nam diệt môn tông chính phủ. Xin hoàng gia minh giám. Thác Bạch Dư, diệt tử. Nó dám hãm hại thái tử, coi mạng người như cỏ rác. Đúng là chuyện tán tận lương tâm. Hoàng Nhi, phụ hoàng hiểu lầm con rồi. Xin hoàng gia gia trữ quan cho phụ dương. Lập tức bắt Thác Bạch Dư lại. Chẳng phải giết nó. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Người nói cái gì? Bệ hạ, Thác Bạch Dư đang nắm binh quyền. Nếu bệ hạ ngang nhiên bắt giữ,
sẽ ép hắn lấy binh tạo phản. Đứng lên đi. Người nói đúng. Trẫm không hay biết gì để cho hắn binh lực để nó được như hôm nay. Trẫm luôn nghĩ là nó khiêm tốn, thật thà, điềm đạm, trung hậu. Không ngờ nó lại luôn lừa gạt trẫm. Quan gia gia, kế sách duy nhất là dừng lúc Thác Bạc Dư vẫn chưa hay biết. Dù Thác Bạc Dư dòng cung để bắt, chỉ cần hạ được Thác Bạc Dư, những kẻ khác sẽ không đáng lo. Trẫm giao chuyện này cho con làm đó. Sau này khi bắt được Thác Bạc Dư, trẫm phải hỏi nó cho rõ. Thái tử không bạc với nó, sao nó lại ra tay độc ác như vậy? Dạ, hoàng gia gia. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta định chờ đến canh ba dù Thác Bạc Dư. Ta về chuẩn bị trước, đang ở lại trong cung. Có chuyện gì cho người báo ta biết. Ta thấy dạo này hoàng thượng bị nhiều đả kích, ta sợ ở bên cạnh hoàng thượng lừa lời an ủi người. Đa tạ nàng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, may mà có nàng ở bên cạnh ta. Chàng phải hết sức cẩn thận. Ta ở đây đợi chàng quay lại. Mọi chuyện qua đi, ta sẽ xin hoàng gia gia ban hôn cho chúng ta. Đời này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nắm tay không buông, cùng sống đến già. Bái kiến điện hạ. Buồn vậy rồi. Trung thường đại nhân không hầu hạ hoàng thượng, ngài còn đi đâu? Tiểu nhân thấy tinh thần bệ hạ không tốt, nên định đến ngự phòng chuẩn bị canh an thần cho người. Đại nhân một lòng trung thành với hoàng gia gia, thảo nào hoàng gia gia luôn rất coi trọng đại nhân. Thế này đi, ta sẽ cho người báo với thiện phòng, đại nhân quay về hầu hạ cho hoàng gia gia. Như vậy thì làm phiền đại nhân rồi. Tiểu nhân cáo lui. Điện hạ, bắt đầu từ giờ, trong chừng trung thường đại nhân, không ai để hắn tiếp xúc với bất kỳ ai. Nếu hắn chống lại thì nói là lệnh của ta. Dạ, điện hạ. Chàng nghi ngờ Tống Ái sao? Cũng không hẳn là nghi ngờ, chỉ là đang trong lúc quan trọng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngày mai trời chưa sáng, hoàng gia gia sẽ mượn danh ngự sự dụ Thác Bạc Dư vào cung. Chúng ta sẽ cùng bắt Thác Bạc Dư, trả thù cho phụ dương ta và những quan hồn khác. Điện hạ, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không được kinh suất. Đề phòng sau này khi Thác Bạc Dư bị bắt, thuộc hạ của hắn nổi dậy. Người lập tức đi thống lĩnh cấm quân. Tuy hoàng gia gia đã hạ lệnh, nhưng có những việc cần phải bố trí cho kỹ. Dạ. Nhưng điện hạ, Thác Bạc Dư nắm trọng binh, nếu hắn muốn phản kháng thì dựa vào cấm quân, vậy chỉ có thể chém Thác Bạc Dư trước, làm loạn lòng quân. Còn nữa, ngươi lập tức cho người đến Nam An phủ giám sát hắn, nếu có bất kỳ động tĩnh gì lập tức hồi báo. Dạ.
Bệ hạ, người uống chút canh an thần rồi đi ngủ sớm đi. Làm sao trẫm có thể ngủ được chứ? Là trẫm đã đa nghi hại chết thái tử. Thật ra trẫm là người hiểu rõ hơn ai hết thái tử là người như thế nào. Nhưng mà khi có chứng cứ chứng minh thái tử muốn mưu sát trẫm, thì trẫm đã dễ dàng tin nó. Trẫm đã coi trọng ngai vàng hơn cả con của mình. Trẫm đúng là một kẻ vô tình. Nhưng trong lòng người dân, bệ hạ là một quân vương tốt. Bệ hạ đã thống nhất các quân hỗn loạn của phương Bắc, giúp bách tính thoát khỏi cuộc sống chiến loạn. Bệ hạ chăm lo cho triều chính, sửa đổi luật lệ, thúc đẩy sản xuất, đề cao nho học. Những việc đó đều mang lại lợi ích to lớn cho bách tính. Trong lòng mọi người, bệ hạ luôn công cao hơn tội. Những lời người nói là thật lòng chứ? Không chỉ là nô tỳ nghĩ vậy, hơn nữa những điều này được ghi lại trong sổ sách. Chiến công anh hùng của bệ hạ sẽ lưu danh nghìn đời, để người đời sau này mãi mãi tôn sùng. Là ngươi, ngươi lúc nào cũng có cách làm cho trẫm vui. Trẫm đối xử với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi không hận trẫm sao? Có một chút. Có lẽ nhiều chuyện này chỉ là vậy sao? Bệ hạ, chị Ương không phải là một kẻ không biết tốt xấu. Trước đây bệ hạ hoàn toàn có thể giết nô tỳ để trừ hậu quả, nhưng người đã tha cho nô tỳ hết lần này đến lần khác, còn kiến nghị cho chị Ương trả tự do cho bách tính Lương Châu. Chị Ương làm sao hận bệ hạ được? Hơn nữa bệ hạ luôn là người thân thiết nhất của Thác Bạc Tuấn. Nếu nô tỳ hận bệ hạ, nhất định chàng sẽ rất buồn. Rốt cuộc giữa ngươi và Thác Bạc Dư có quan hệ gì? Bẩm bệ hạ, thực sự giữa nô tỳ và Thác Bạc Dư không hề có gì. Lúc trước khi chưa biết bộ mặt thật của Nam An Dư, còn từng thật lòng coi hắn là bằng hữu. Nhưng nào ngờ, thì ra nó là có ý, nhưng ngươi vô tình. Là trẫm không rõ chân tướng, đã trút giận lên ngươi. Trẫm ngồi ở vị trí này đã khá lâu, ngày ngày được tung hô, trẫm cứ nghĩ bản thân sẽ không phạm lỗi lầm. Trẫm đã hại Hoàng Nhi, cũng suýt hại chết ngươi. Bệ hạ, giờ truyền lệnh bắt Thác Bạc Dư cũng coi như trả lại công bằng cho thái tử điện hạ. Nếu thái tử biết, chắc chắn sẽ không trách người đâu. Bệ hạ, người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Khuya lắm rồi, người uống canh an thần rồi đi nghỉ sớm. Mai bệ hạ xem sao đi. Người nghỉ sớm đi. Đến lúc đó, các ngươi mai phục ở đây, đệ lệnh của ta. Dạ. Điện hạ, đi chuẩn bị đi. Dạ. Điện hạ, bên Thác Bạc Dư có động tĩnh gì không? Không có. Tất cả đều bình thường. Tốt. Sáng sớm mai là ngày bắt Thác Bạc Dư phải chịu tội.
Đại nhân, hoàng thượng ngủ rồi sao? Dạ. Ta vào xem xem. Dạ. Đại nhân, đề phòng ngày đêm trộm nhà khóa phòng. Trẫm thực sự không ngờ người bán đứng trẫm. Bệ hạ, nô tài. Điện hạ, hoàng thượng triệu điện hạ đến ngự phòng tấn kiến. Vậy là triệu sớm rồi. Có biết chuyện gì không? Nô tài không biết. Dẫn đường đi. Mời điện hạ đi bên này. Phụ quan, không biết phụ quan chuyện nhi thần đến có chuyện gì, bắt kẻ để lại cho ta. Thác Mặc Dư, ngươi hãm hại cảnh một thái tử, sai khiến xuất dân nam diệt bung tông chính phủ, chứng cứ rõ ràng, thánh tượng hạ lệnh tống ngươi vào thiên lao, giải hắn đi cho ta. Thái Ngự Thị, hoàng thượng chưa dậy sao? Người vẫn đang ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy. Ta vào xem xem. Dạ. Bệ hạ, đến giờ chiều sớm rồi. Bệ hạ, đến giờ. Tuấn Nhi, cuối cùng ngươi vẫn là kẻ trẻ tuổi non nớt. Ngươi cho rằng mình có thể bắt được ta dễ vậy sao? Thác Bạc Dư, bắt Thác Bạc Tuấn lại. Mau lên, các ngươi muốn tạo phản sao? Tuấn Nhi, cuối cùng ngươi vẫn thua dưới tay ta thôi. Ngươi biết mình thua ở đâu không? Là thê tử của ngươi đã bán đứng ngươi. Ngày mai trời chưa sáng, hoàng gia sẽ mượn danh nghị sự Thác Bạc Dư vào cung. Chúng ta sẽ cùng bắt Thác Bạc Dư, trả thù cho phụ dương ta và những quan hồn khác. Hoàng gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Giờ ta sẽ đi gặp phụ hoàng. Ta tin phụ hoàng nhất định sẽ thức thời tự nhường ngai vàng. Không được làm hại hoàng gia gia. Dạy hắn đi. Ta thắng rồi. Cuối cùng thiên hạ đã thuộc về ta.
Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Người đâu? Người đâu? Mau lên. Mau truyền ngự y. Dạ. Bệ hạ. Điện hạ. Hoàng thượng. Phụ hoàng làm sao? Người... người ẩn thân bên cạnh trẫm bao lâu nay mà trẫm không hề hay biết. Nói. Rốt cuộc người bán đứng vì ai? Nói. Nô tài. Nô tài. Nói. Nô tài làm việc cho Nam An Dương. Ngươi. Người đã giết phụ hoàng ta. Nô tài không cố ý. Nô tài chỉ vì điện hạ thôi. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Bệ hạ. Bệ hạ. Là Tông Ái. Hắn. Hắn là người của Thác Bạc Dư. Bệ hạ. Trẫm. Trẫm truyền ngôi lại cho Cao Dương Vương Thác Bạc Tuấn. Trẫm nên sớm tin ngươi và Tuấn Di. Bệ hạ. Hoàng thượng. Hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng băng hà. Bệ hạ. Lý Ngự Thi. Lý Ngự Thi. Nam An Dương đem người đánh vào rồi. Ngươi, ngươi đã sai khiến Tông Ái sát hại hoàng thượng. Ngươi dám giết phụ thân, ngươi sẽ không được chết tử tế. Lý Dị Ương, cẩn thận lời nói của cô đó. Nếu không, cô sẽ hại chết nhiều người hơn nữa. Buông ta ra, súc sinh. Buông ta ra. Đưa nàng ta đi. Dạ. Canh chừng cho cẩn thận. Phụ hoàng, hãy yên lòng nhắm mắt. Không bao lâu nữa, Lưu Tử nhất định thống nhất Nam Bắc.
dày dựng lên đế quốc hồn chỉ của Thác Bạc Dư. Di thần, Di thần sẽ chứng minh cho người thấy. Di thần là người con ưu tú nhất của người. Công chúa, công chúa lại ngẩn người rồi. Sao vậy, công chúa có tâm sự sao? Tối qua ta đột nhiên tỉnh giấc, ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra. Công chúa đừng để trong lòng. Nói thật, ta không mong dị ương có chuyện. Nhưng nếu như dị ương không sao, có phải chứng tỏ hoàng huynh ta có chuyện không? Công chúa, làm người phải phân rõ thị phi. Thác Bạc Dư làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, lẽ nào không bị trừng phạt sao? Công chúa không thể dung túng cho hắn, vì hắn là người thân của mình. Ta chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi. Có cần lấy đạo lý ra giáo huấn ta không? Vậy thì ta xin lỗi công chúa. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Nguyên Liệt và Thác Bạch Tuấn muốn tạo phản, bắt Nguyên Liệt lại, sống chết đều được. Dạ. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Công chúa, công chúa, Dương Tử, đưa công chúa đi. Lý Trường Lạc, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Nơi này sao? Đây là cung điện. Còn ta, đợi điện hạ. À không, đợi bệ hạ đăng cơ xong. Ta chính là hộ quốc công chúa Lý Dị Ương. Ngươi không ngờ hả? Là cô, là cô đã bán đứng Thác Bạc Tuấn. Thác Bạc Dư đột nhiên xông vào, chắc chắn có người tiết lộ cơ mật. Người đó chính là cô. Đúng vậy, chính là ta. Cô biết mình đang làm gì không? Cô biết mình đang hại chết bao nhiêu người không? Vậy thì sao? Họ chết còn hơn là ta chết. Nếu ta không làm vậy, Thác Bạc Tuấn sẽ tha cho ta sao? Ngươi sẽ tha cho ta sao? Đến lúc đó, ai sẽ thông cảm cho ta? Cô nghĩ mình sẽ thành công sao? Cô sẽ không thể thành công. Cô, Thác Bạc Dư, các người phạm thượng, sát hại hoàng thượng, các người sẽ bị báo ứng vì những gì mình làm. Báo ứng? Chỉ có kẻ thất bại mới trông mong trời báo ứng. Lý Dị Ương, ngươi thua rồi. Các ngươi thua hoàn toàn rồi.
Giờ đây cả hoàng cung đã nằm trong tay của thánh thượng. Thác Bạc Tuấn cũng rơi vào tay thánh thượng rồi. Người nói xem, ai sớm gặp báo ứng hơn? Cô, người không muốn hắn sống nữa sao? Cô luôn miệng nói yêu Thác Bạc Tuấn, giờ cô bắt chấp sự sống chết của chàng sao? Đừng nhắc đến tình yêu với ta. Vì yêu hắn, ta đã phải chịu bao khổ sở. Kết quả thì sao? Giờ ta không ấu trĩ như vậy nữa. Ta sẽ không bao giờ yêu nữa. Từ nay về sau, ta chỉ sống cho bản thân. Cô đã sát hại mẫu phi của chàng, làm bao nhiêu chuyện có lỗi với chàng mà còn hùng hồn như vậy, đúng là tán tận lương tâm. Lý Trường Lạc, cô ra ngoài đi. Điện hạ, ngài còn phí lời với ả ta làm gì? Dỗ cỏ phải nhổ tận gốc, đề phòng hậu quả mới đúng.